Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Các bác thân mến, tôi rất vui được gặp lại tất cả các bác trong video tiếp theo của mình.
Thì hôm nay tôi xin chia sẻ đến với các bác một cái món ăn nói là vô cùng đặc biệt. Tại sao nó đặc biệt ấy? Là vì món ăn này nó phải phụ thuộc vào thời tiết các bác nhá. Cái món này thì chỉ làm được trong mùa hè thôi. Ngày càng nắng càng tốt các bạn. Càng nắng thì càng tốt. Chứ còn ngày bình thường, ngày dâm thì không làm được đâu. Nó hỏng ngay đấy các bác ạ. Đấy. Để tránh mất thời gian của các bác ấy, thì tôi đã sơ chế, rồi tôi đã tẩm ướp toàn bộ trước rồi. Thì bây giờ tôi sẽ nói lại cái cách mà tôi làm. Thưa các bác, đây món này là món thịt lợn phơi nắng nha các bác nhé. Thì ở đây tôi có chuẩn bị hai loại thịt lợn. Một là thịt ba chỉ, như trong miền Nam ấy gọi là thịt ba rọi đấy. Hai nữa là thịt mông sấn. Thì tôi sẽ làm hai món. Một là ba chỉ phơi một nắng. Thực ra nói là một nắng, thế nhưng chúng ta phải phơi hai nắng. Nếu như nắng to các bác ạ, thì mới đảm bảo. Còn đây là thịt mông sấn, thì tôi ướp gia vị theo như kiểu bò khô ấy các bác nhá. Thì đối với cái thịt ba chỉ phơi nắng này, thì các bác mua về các bác phải rửa sạch sẽ bằng giấm, bằng rượu, bằng muối, rửa thật sạch. Nhưng cái quan trọng nhất ấy là các bác nếu muốn làm được cái món này ấy, thì cái thịt chúng ta phải thịt ngon, thịt sạch. Thì các bác muốn làm, các bác ra những cái quán mà chúng ta mua quen ấy, thì chúng ta hẹn người ta là chị có thịt lợn sạch, hoặc là các bác có thịt lợn sạch ấy, thì là các bác gọi mình ra, mình mua một vài cân về mình làm. Đấy, thì cái thịt lợn sạch thì nó sẽ ngon các bác. Tức là lợn sạch là lợn của dân nuôi đấy, chứ không phải là nuôi theo kiểu cám tăng trọng nha các bác nhá. Đấy, hôm nay thì tôi có đặt một cái chị bán hàng quen của tôi. Tôi mua được chỗ này là khoảng 2 cân rưỡi đổ về thôi các bác ạ. Vì tôi làm cho gia đình tôi ăn thôi. Cái thứ hai nữa là đối với cái món thịt ba chỉ này nhá, các bác sẽ sơ chế như tôi vừa làm đấy. Các bác mang về các bác rửa thật sạch sẽ đi. Sau đó các bác ướp với giềng, xay, với sả, với hạt tiêu, một chút muối, một chút mì chính và một chút rượu các bác nhá. Các bác nhớ là phải một chút rượu. Nếu như mà nhà các bác mà phơi ở dưới sân, ở dưới tầng 1, tầng 2 ấy, thì các bác nên cho một chút rượu vào. Bởi vì cái rượu ấy nó sẽ làm cho những cái con ruồi, rồi những đại loại là những con côn trùng nó không tiếp cận vào nữa các bác nhá. Thì với món thịt ba chỉ phơi nắng này, sau khi chúng ta phơi được hai nắng thì chúng ta dùng được. Thì có hai cái cách ăn cái thịt ba chỉ phơi nắng này. Một là các bác sẽ áp chao lên, gọi là chiên đấy, chiên lên thì chúng ta ăn sau chấm với mắm tỏi, cực kỳ ngon các bạn. Hai nữa là các bác sẽ làm cái món như này, đó là các bác làm nấu giả cầy. Các bác nấu giả cầy sau khi phơi hai nắng đi, nó héo đi rồi nha các bác nhá, thì chúng ta nấu giả cầy. Thì tôi cũng không dám nói là các bác phải nấu như nào, bởi vì là văn hóa ẩm thực ở mỗi vùng miền khác nhau. Ở chỗ tôi nấu giả cầy một kiểu, ở các bác nấu giả cầy một kiểu. Thế nhưng mà với cái thịt phơi nắng này, thịt ba chỉ phơi nắng này, chúng ta làm được hai món đấy. Hoặc là các bác có thể chế biến thêm món gì đó nữa thì tùy các bác nhá. Nếu như tôi hay ăn hai cái món đấy. Các bác có cái ăn kiểu gì ngon hơn ý, thì các bác cũng vui lòng comment xuống dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi nha các bác nha. Thứ hai nữa đó là món thịt mông sấn này. Tôi cũng mang đi phơi nắng, nhưng cái này nó phức tạp hơn các bác ạ. Thì đây là làm theo kiểu như chúng ta làm bò khô ấy các bác. Như chúng ta làm bò khô ấy, thì chúng ta sẽ ướp với giềng, với sả, với hạt tiêu, muối, mì chính, và cũng không thể thiếu được đó là một chút rượu các bác nhá. Còn tôi thì tôi tí nữa tôi phơi ở trên tum cơ, trên tầng 3 cơ các bác ạ. Đấy, tôi phơi trên mái tôn ấy, thì chắc là cũng không có ruồi đâu, nhưng mà tôi vẫn cho vào.
vì cho vào cho nó đảm bảo các bạn vừa khử mùi mà lại lại ngon. Thì đối với cái thịt mông này phơi nắng thì các bác nó phức tạp hơn một chút là như này. Sau khi chúng ta phơi hai nắng thật to nha các bác nhá, phơi hai nắng thật to thì các bác mang xuống, sau đó chúng ta hấp lại bằng hơi nước cho nó thật chín đi. Đấy, hấp lại bằng hơi nước cho thật chín thì chúng ta hôm sau chúng ta lại mang đi chúng ta phơi hai nắng nữa. Đây là tôi cứ nói là hai nắng to, thế nhưng mà các bác nó tùy vào nắng thì các bác có thể phơi thêm hai nắng ba nắng để làm sao cho miếng thịt chúng ta nó thật thật se vào, và đến khi các bác nhận biết ấy, cái màu của nó thật sự đẹp ấy thì là được các bạn. Thì đấy là chúng ta sau khi hấp rồi chúng ta phơi lại rồi. Bởi vì chúng ta cái thịt này nhá, khi phơi lên nắng thì nó không thể làm chín hoàn toàn được, thì chúng ta phải hấp lại các bạn, phải hấp lại bằng hơi nước thì nó mới chín hoàn toàn được. Đến khi đó thì chúng ta lại đi phơi lại hai hoặc ba nắng nữa, thì chúng ta lúc đấy chúng ta mang xuống chúng ta ăn như kiểu bò khô ấy. Thì đối với cái thịt này thì các bác nên làm theo kiểu làm bằng cái thịt mông sấn ấy, thì nó sẽ ngon, nó sẽ có những cái thớ của nó, có những cái thớ của nó. Đến khi mà các bác mang xuống ăn ấy thì nó chúng ta sẽ xé theo thớ được các bác ạ. Đây, đối với thịt này thì chúng ta nên là làm bằng thịt mông sấn các bác nhá, hoặc là các bác làm bằng thịt thăn thì đấy là tùy các bác thôi. Nhưng mà tôi thì tôi hay làm bằng cái thịt mông sấn này. Thế còn có một điều quan trọng nữa là chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi với nhau là nếu như mà cái trời nó, chúng ta làm vô tình cái trời nó không nắng thì chúng ta làm sao? Tôi cũng đã bị một trường hợp đấy rồi. Ngày hôm nay rất nắng, thế nhưng ngày mai nó lại không nắng, nó lại râm râm. Đấy, thì bây giờ chúng ta làm sao? Thì nha các bác nha, các bác tuyệt đối là trời nắng thì chúng ta phơi. Thế còn trời không nắng là chúng ta mang xuống, chúng ta cho vào trong tủ lạnh. Đợi hôm nào nắng chúng ta phơi tiếp, chứ không nên để ra ngoài nha các bác nha. Thế còn trời đang nắng như này thì đến buổi tối thì các bác tùy các bác thôi, các bác có thể mang xuống chắc ăn thì chúng ta cho vào trong tủ lạnh. Thế nếu không thì là các bác cứ để mang xuống dưới, nhưng không được phơi xương các bác nhá. Phơi xương ấy là nó hấp hơi, nó ướt, nó nhét ra ấy, nó không ngon. Với hai nữa là tôi nghĩ rằng phơi xương nó cũng không tốt cho sức khỏe. Các bác phải buộc cái dây này này, tôi quên không nói với các bác buộc cái dây này. Đấy, thì sau khi chúng ta phơi nhá thì cái gió nó sẽ đung đưa cái miếng thịt này. Đấy, để cho nó khô đều. Nên các bác không nên để ở cái khay như này đâu. Tại sao tôi buộc cái dây này như thế? Đấy, thì nó sẽ khô đều. Nên các bác mà để lên mâm hoặc là lên giá, lên sàng gì đấy là không tốt. Các bác buộc cái dây này thì gió nó làm cho miếng thịt của chúng ta đung đưa thì nó sẽ đều chín và rất đẹp cái miếng thịt các bác nhá. Bây giờ chúng ta lên trên kia chúng ta phơi nhỉ các bác nhỉ. Nhớ nhá, nhớ là các bác xem video của tôi ấy, thì tôi cũng xin phép nhờ các bác bấm giúp tôi một nút đăng ký kênh bên dưới và ấn chuông. Nếu như các bác mà yêu thích những cái video của tôi ấy, thì khi tôi ra video thì các bác nó sẽ hiện thông báo lên cho các bác nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lên kia chúng ta phơi nhá. Xin mời các bác. Các bác ơi, hôm nay bây giờ thì tôi sẽ phơi cái thịt ở đây nhá các bác nhá. Tôi sẽ phơi cái thịt ở đây. Thì tôi sẽ chọn cái chỗ này để tôi phơi các bác ạ. Các bác lưu ý nha, là chúng ta phơi treo như này các bác. Các bác treo như này thì trời nắng ấy, nó và gió nó sẽ làm cho cái miếng thịt của chúng ta nó đung đao đung đưa đi, thì nó sẽ được chín đều. Nên các bác không nên là phơi ở khay hoặc là phơi ở mâm đâu nhá. Thứ hai nữa là các bác, nếu mà các bác làm thì các bác nên chọn cái hướng nắng làm sao nó phù hợp. Đây, tôi sẽ đứng sang bên này. Nắng lắm, nắng lắm các bạn. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp nhỉ? Bây tôi đứng sang bên này. Đây. Vâng, thưa các bác, vậy là tôi đã giới thiệu đến với các bác cách để chúng ta làm món thịt
phơi nắng rất chi tiết. Còn bây giờ thì tôi cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Hôm nào được ấy thì tôi sẽ quay lại một cái video để gửi đến tất cả các bác. Bây giờ tôi cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm giúp tôi một nút đăng ký kênh bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nha.